Rồi, hôm nay mình có ở nhà mình có cái tiệc nha các bạn. Mình làm mấy cái món này cho các bạn xem. Có cái tiệc là bạn trai đãi đãi cái tiệc birthday con gái. À, đây là món tôm tái Bồ Tạt. Tôm đỏ. Con tôm này là tôm đỏ nha các bạn. Tôm đỏ này của ở bên Mỹ này, người ta bắt ở dưới cái độ sâu dữ lắm. Nhảy rùng rùng. À, tôm này là còn tươi sống nha các bạn. Các bạn thấy nhìn con tôm nó khác với con tôm ở bên Việt Nam nha. Con tôm này nó thịt nó dai lắm. Đó. Cái mình nướng mình ăn cái thịt nó dai như thịt bò vậy đó. Chứ không phải là nó như cái thịt tôm tép của Việt Nam. Đó, các bạn thấy không? Đó, nó nhảy á. Nó còn sống, còn tươi sống vậy nè. À, nó khác à, cái đầu nó có cái sọc trắng này nè, các bạn thấy không, cái sọc trắng này Này nó là mất phân biệt tiêu con cái rồi nha. rồi cái chân của nó nè, cái chân của nó có rằn rằn đó. Con tôm này kêu nè, con biết cái tên nó tiếng Anh tên gì không em? Nó gọi là hot Hot hả? spot prawn. À Spot có nghĩa là nó có mấy cái spot này nè, cái chấm à chấm nè. ừ Prawn là cái con tôm mà prawn nó bự à đó. ờ bữa nay con mua Ngon mà xong được có mấy con này trứng à, nữa. quá ngon, có trứng Wow. tôm quá ngon luôn. Mấy kỳ trước ba qua nó con mua đâu có được bự vậy. Ây da Đúng rồi, kỳ trước qua kỳ con trước cỡ ra mua này nhỏ à, nhỏ nhỏ cái này không con à, này nó bự này quá trời, mấy con này à. này mua được bự quá. Ôi nó nhịp bật bật bật. Ừ, Ôi ôi. cái này là làm món tái Bồ Tạt nha các bạn. Tái Bồ Tạt tôi trình được cái máy nha con. Rồi bây giờ bắt đầu tôi làm tôm tái nha các bạn, tôm tái Bồ Tạt nha. Hiện tại mình thì đang chiên cua, mình làm tôm tái. Rồi con tôm này bây giờ các bạn cắt chân ra nè, cắt cái đầu, rồi cắt ngang đây lấy cái thịt, lột ra để làm tái. Còn cái đầu quá để chờ chờ rang muối. Đó, các bạn cắt cái chân trước nha. Nè, các bạn cắt cái chân trước. Đấy. Rồi các bạn mới cắt tới cái đầu. Cắt cái đầu là cắt như là cắt lấy cái phần thân ra trong này ra đó. Đó, các bạn thấy không, đây là phần nó nằm trong này, mình sẽ lấy phần thân ra đó, các bạn thấy không, phần nó nằm ở trên đầu này, mình không biết là để ăn luôn. Cắt ngang đây lấy cái này bằng cái đầu này rồi cái thịt này lộn. Ồ, cái thịt này ngon quá, thì con mua to bự quá. Đây cái thịt này là để tái nha các bạn. Đây như tôm này nửa ăn, ăn tái ăn sống. Bây giờ chẻ nó ra, chẻ ra lấy cái phần ở giữa đây. Nó là cái dĩa đựng tôm này nha. Quá ngon các bạn ơi. Cái nạc của tôm nè. Vậy nếu mình tái mình chấm chanh á, tái chứ. Như nước chanh á cho nó tái lại cho mình ăn vừa lạ.
chưa chiều mình lấy cắm như lát mình lấy đá rồi mình để lên. Cái xét rồi ban, con nghĩ không thấy cái sao à? Để cái bia, để cái máy gần nữa. Sao? Zoom lại. Zoom lại hả? Zoom lại, zoom lên. À. Dẫn này nè. Zoom lại thì nó cao quá. Là sao vậy? Nó phải về nè. Đó, xét nè. À. Cái này mình không có bẻ xuống được không? Được. Dạ. Dặn con á, mai mốt mua tôm á, đừng nên mua tôm trứng. Cái trứng nó thấy vậy chứ ăn nó ngon mà cân nó nặng á, mình bỏ trứng nó trần. Mình bẻ làm sao bẻ trứng được ha? Được. Cái bẻ đại xuống hay bẻ gục cái đầu xuống này. À, nó được. Không được. Nó cũng không có thấy rõ nữa. Nó có chỉ nè, nó chỉ rất là mỏng. Xịt ra. Vô trong ấy đi, rồi nãy tính nóng rồi lấy trong bịch đi, để trong tủ lạnh đi. Rồi mơi rảnh á, không là để trong bịch á. Để tủ lạnh, rồi mơi rảnh mới lột ra. Lột ra mới quá. Đây, con tôm này hộ lắm các bạn ơi. Lột rất là khó. Tại vì cái thịt của nó rất là dai, ăn dai như thịt bò vậy đó. Mà lột á, là cái vỏ của nó bám với cái thịt dữ lắm. Nè, lột ha. Không phải như cái tôm, mấy con tôm kia. Cái lúc kia lột cái một là rất là dễ thôi nè. Còn cái này lột là nó dính vô cái thịt, vô cái vỏ á. Con tôm này cái thịt nó đặc biệt nha các bạn, ăn rất là ngọt. Rất là ăn... Rồi. Ăn sống vậy nè. Cái này có lấy gì để lên nữa không con? Dạ không. Vậy không nữa hả? Xong rồi hả? Ủa còn con nữa hả? Còn mấy con nữa anh? Con... Ba con. Ba con nữa hả? Như con lớp làm gì, cái này làm gì nữa đây nha. Nó sao chặt cho làm gì mày làm vậy? Đi đang làm với chuẩn không? Ngồi có sai không? No. Ủa, quay. Khó lột. Cái này làm gì? Thôi đưa mày con sắp đi. Sắp rồi ba lột tiếp. Thôi để lột cho. Làm quay đi. Đưa. Chỉ ngồi chơi để làm. Thôi trước nói lại. Đây tôm đỏ chấm bồ tạc nha các bạn. Tôm này tôm sống. Nhưng mà riêng đặc biệt ở Mỹ là mới có cái loại tôm này nha. Mấy nước kia không biết có không chứ nên Việt Nam là không có rồi, dưới phát Việt Nam là không có rồi. Con tôm này nó có rằng anh. Cái chân nó cũng có rằng đấy. À, cái mang cái đầu nó có cái hai rằng hai bên này nè. Đặc biệt cho đó. À, mà ăn cái thịt nó rất là ngọt nha. Ăn sống cái này là rất là ngọt. À. Mà cái nó dai, cái thịt nó dai chứ nó không thể nó bở như mấy con tôm kia. Bởi vì nó mắc tiền rồi, mắc tiền chứ. Với lại cái nó dai vậy thành ra ăn sống nó mới ngon. Dạ. Yeah. Trời ơi, ăn sống mà chỉ ăn dai ha, mà chỉ nướng thôi. Nướng ăn còn dai, dướng nữa. Các bạn vừa xem video của chúng tôi, hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ và ý kiến của bạn vào phần comment bên dưới. Nếu thích video này, nhớ like và chia sẻ cho bạn bè. Và đừng quên đăng ký để xem những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại. Tôi qua đây á, tôi chỉ anh ăn nha. Cái anh ở bên đây là anh không biết ăn cái con này nha. Cái con này là con tôm đỏ nha. Là tái bồ tạc nha. Bây giờ ăn phải kẹp cái cọng hành vô. Đó, kẹp con hành này vô nha. Đó.
rồi mới chấm bùa tạc nha. Đó, chấm bùa tạc nè. Nhưng mà nhớ không có vịn cái tráng nha. Không vịn tráng nè, đây. Mời anh. Đó, rồi anh cắt cái này, anh cắn con tôm với miếng này phải chấm thêm nữa mới nồng. Chấm thêm mới nồng đúng rồi. Đây, có tôi đây. Cầm hành vô. Rồi, tôi với anh đụng nè. Đó, rồi nha. Rồi, chúc mừng. 1, 2, 3, cắn. Hai người ra thì tốt lắm nha. Cắn ok. Gọi xong mình lại cắn không? Dây dưa quá vậy. Sao? Nó tới đâu rồi? Nó bừng bừng lên, không phải bừng bừng lên. Bà cảm nghĩ gì chưa? Ngon quá. Nó đi tới đâu rồi? Nó từ tới quá à. Bạn con tôm này nó ngọt. Nó dai mà nó ngọt cực kỳ luôn. Tôm còn sống vậy mà cắn không muốn đứt luôn á. Pha nó nhiễu nước miếng rồi kìa. Dai. Rồi thôi xong chưa? Rồi. Ăn cho hết rồi ngưng quay cũng được. Rồi tôi anh cũng cháy chứ. Rồi cũng cái. Xong rồi mình ấy uống loại bia này nè. Uống loại bia này nè. Bia này là bia này anh tập tôi nè, đưa cái chai bia. Cái này là Việt Nam cũng có nha các bạn. Sài Gòn mới có thôi. À. Ở Sài Gòn có không? Có, một chai 150.000. Đây nè, cái hiệu nè. 7 độ nha các bạn. Uống vô ha, nó rất là nghe cái mùi hấp long á, mùi đắng á, đắng của hấp long rất là nhiều. Bởi uống nó rất là nồng, nó đắng mà nó ngót ngót. Uống không có cồn nhiều. Nó 7 độ phải không? 7 độ. À 7 độ. Nhưng mà uống rất là ngon. Anh qua đây anh tập tôi viền cái này rồi đó. Vô. À xin mời. Đưa con ơi. Nè em nè. Đụng chung với chị gái này. Rút miếng vậy hả? Hai người đụng cái đi. Ok, chúc sức khỏe.